bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Vingroup, Sun Group, FLC, Tuần Châu, hàng loạt đại gia bất động sản đang tạo đòn bẩy cho du lịch Việt bùng nổ. Sự gia tăng các khu vui chơi giải trí, khách sạn có quy mô và chất lượng mang tầm cỡ quốc tế 4 đến 5 sao đã góp phần tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh của du lịch trong nước. Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn được Tổng cục Du lịch nhận định là một trong những văn bản chỉ đạo quan trọng. Tinh thần của nghị quyết cũng đề cao vai trò của khu vực tư nhân trong việc phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, hình thành các khu du lịch phức hợp, các dự án dịch vụ du lịch quy mô lớn, các trung tâm giải trí mua sắm chất lượng cao. Nghị quyết cũng có chủ trương tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng trong phát triển du lịch. Du lịch là lĩnh vực cần thu hút mạnh mẽ sự đầu tư của khối tư nhân. Tổng cục Du lịch cho biết, trong thời gian qua, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, sản phẩm ngành du lịch đã được củng cố và tăng trưởng rất nhanh do thu hút được nguồn lực đầu tư của xã hội, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược vào các khu vực có ý nghĩa trọng điểm quan trọng đối với du lịch Việt Nam như Hạ Long, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang và một số địa bàn khác với các dự án quy mô lớn, tạo ra động lực là đòn bẩy cho sự phát triển du lịch của địa phương và cả nước. Theo đó, đầu tư của các tập đoàn như Vingroup, Sun Group, FLC, BIM, Tuần Châu đã góp phần hình thành hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch hiện đại tại nhiều địa phương như chuỗi khách sạn Vinpearl Nha Trang, Phú Quốc, Hạ Long, hệ thống cáp treo tại Đà Nẵng, Sapa, hệ thống khách sạn Mường Thanh với hơn 50 khách sạn cao cấp trên cả nước. Sự gia tăng các khu vui chơi giải trí, khách sạn có quy mô và chất lượng mang tầm cỡ quốc tế đã góp phần tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Những sân khấu trình diễn nghệ thuật lớn và công phu như Tinh Hoa Bắc Bộ, Ấn Tượng Hội An cũng đã ra đời, làm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, Tổng cục Du lịch nêu rõ. Cơ quan này đặc biệt nhấn mạnh, phát triển kinh tế du lịch phải dựa vào sức mạnh của hệ thống doanh nghiệp, nhà đầu tư. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, sản phẩm, dịch vụ du lịch được khối tư nhân tập trung đầu tư phát triển, đang từng bước khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam theo hướng chất lượng cao và hiện đại, từng bước làm thay đổi bộ mặt của du lịch Việt Nam. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio a@gmail.com, số điện thoại 0964002593.